Ở một thành phố biển như Nha Trang thì đặc sản chính là đồ biển. Thế nhưng đồ biển ở đây lại được chế biến rất độc đáo và lạ miệng. Hãy cùng chúng mình thưởng thức các món ăn ngon nên ăn khi du lịch Nha Trang. Bún chả cá là một trong những món ngon nên ăn khi du lịch Nha Trang. Nếu bạn nghĩ rằng bún chả cá ở đâu mà chẳng giống nhau thì bạn đã lầm to rồi. Bún chả cá ở Nha Trang rất đặc biệt, với sợi bún thanh mảnh, hơi dai. Chả cá được làm từ cá thu, cá mối, cá cờ tươi rói, giòn dai và nước dùng trong vắt được ninh từ xương, đầu cá tươi và xương heo. Chỉ một bát bún chả cá thôi cũng đã khiến bạn cảm nhận được hương vị biển ở Nha Trang. Hãy nhớ ăn bún chả cá cùng với ớt tươi, rau thơm để nếm rọn hương vị của món ăn. Địa chỉ ăn bún cá ngon nhất Nha Trang. Bún cá Bà Năm Beo, chung cư B2, Phan Bội Châu, Nha Trang. Và bún cá Lon nằm trên đường Ngô Gia Tự. Bún sứa Nha Trang. Thêm một món ngon mà bạn nên bổ sung vào danh sách những món ăn ngon phải thưởng thức khi du lịch Nha Trang, đó chính là bún sứa. Có thể nói rằng, bún sứa đúng là đặc sản chính hiệu của Nha Trang. Một bát bún sứa với nước dùng trong vắt, ngọt liệm, được ninh từ cá liệt, với những miếng sứa trắng đục, dày và giòn, ăn cùng hành tươi, chả cá luộc, ớt và rau thơm, sẽ khiến bạn không bao giờ quên vị ngọt thanh, không tanh, mát lạnh và đậm đà mà bát bún sứa Nha Trang mang lại. Địa chỉ cho các bạn ăn bún sứa Nha Trang ngon: bún cá Bà Năm Beo, chung cư B2, Phan Bội Châu, vào quán 23XQ. Một bát bún sứa ở đây có dao động từ 20 đến 30 nghìn đồng trong một tô. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thưởng thức bún cá dầm hoặc là bún bò. Nem Ninh Hòa. Là một trong những món ăn không thể không thử khi đi du lịch Nha Trang, nem Ninh Hòa đã góp phần làm nên phong phú thêm món ăn ẩm thực Nha Trang. Nếu ai đã đặt chân đến Nha Trang mà không thưởng thức món ngon này thì quả thật là đáng tiếc. Nem Ninh Hòa gồm có hai loại là nem chua và nem nướng. Mỗi loại có một hương vị riêng, nhưng đều là những món ăn ngon. Đặc biệt, nguyên liệu dùng để chế biến nó là thịt nạc đùi của một loại heo mà chỉ vùng đất này mới có. Và quy trình làm nem hoàn toàn là thủ công, cho nên nem rất dẻo, mềm, chắc và đậm đà. Và đừng quên khi thưởng thức nem, bạn nhất định phải ăn cùng với nước chấm đặc biệt dành cho loại nem Ninh Hòa này.
địa chỉ thưởng thức nem Linh Hòa, nem nướng Vũ Thành An, 15 Lê Lợi. Bánh xèo mực Nha Trang. Có kích cỡ giống như những món bánh xèo khác mà bạn đã thường gặp, nhưng hương vị của bánh xèo mực Nha Trang thì bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu ngoài Nha Trang. Ngoài những thành phần bắt buộc phải có, thì nguyên liệu tạo nên sự khác biệt cho bánh xèo mực Nha Trang đó chính là những con mực cơm tươi rói, căng tròn. Đặc biệt, vì mực làm từ bánh xèo là mực tươi, chưa bóc túi mực, nên từ miếng thứ hai trở đi, bạn sẽ thấy bát nước chấm có màu đen tuyền và vị tanh, dịu ngọt, cay cay, rất đặc trưng. Bánh xèo mực Nha Trang rất xứng đáng là món ngon nên ăn khi du lịch Nha Trang mà bạn không thể bỏ qua, nhất là vào buổi tối, ngồi ở trên bờ biển lộng gió và thưởng thức những miếng bánh xèo giòn tan, tươi mới thì còn gì bằng. Địa chỉ thưởng thức bánh xèo ngon nhất là khu Tháp Bà, qua cầu Trần Phú, vẹo tay trái. Bánh canh Nha Trang. Tuy là một món ăn bình dân, từ lâu bánh canh Nha Trang đã trở thành một món ngon được làm du khách. Hầu như khách du lịch đến đây cũng đều chọn bánh canh là món nhất định phải thưởng thức khi du lịch Nha Trang. Bánh canh ở Nha Trang thường có 3 loại: bánh canh bột gạo, bánh canh bún và bánh canh bột lọc. Và điểm nhấn chính là nước dùng đậm đà, ngọt thanh, không tanh, những miếng cá dầm, chả cá dai giòn, sừng sực và ớt tươi xay. Chắc chắn nếu ai đã từng một lần ăn bánh canh Nha Trang thì sẽ không bao giờ có thể quên được hương vị của biển được chứa đựng trong một chiếc tô nhỏ xíu, thật thỏa mãn khi vào một buổi sáng se lạnh mà được ăn bánh canh Nha Trang. Địa chỉ ăn bánh canh ngon: bánh canh Bà Thừa, khúc Yesin, gần siêu thị Maximax cũ. Khi đến quán này nhớ ăn bánh canh ruột cá nhé, ngon tuyệt luôn đó. Còn rất nhiều món ngon nên thử khi du lịch Nha Trang nữa. Nhưng trên đây là những món đặc sắc nhất mà bạn không thể bỏ qua khi du lịch Nha Trang. Hy vọng với tư vấn của mình sẽ giúp cho bạn có những kiến thức bổ ích và cần thiết cho chuyến đi của mình nhé. Để theo dõi những video hướng dẫn du lịch mới nhất, xin mời các bạn nhấn nút subscribe bên dưới. Hãy cho chúng mình biết những ý kiến hoặc kinh nghiệm du lịch của bạn bằng cách comment bên dưới. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm.